Có chuyện gì vậy? Không, không có gì hết trơn á. Trời ơi, mình tức quá. Tại sao lúc đó mình không đâm được thằng đó? À, thì ra là cái đó à. Cuối cùng ta đã biết rồi. Đó là do nó đã cài thuê ở shop cài game giá rẻ chấm cơm. Trong khi ngủ, ngươi cũng không thể nào đánh được nó đâu. Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Tại sao thằng đó lại đi cài thuê? Hello, xin chào em. Chào mừng đã trở lại với Winter Gamer. Thì update này hình như là Amin nói là big update, mà đúng là tôi nhìn tới nhìn lui cái này giống như là small update. Update chả cái gì hết trơn á. Chỉ có một mấy cái hộp mới rồi con Gozo 6 sao với cái sự kiện này thôi à, chứ không có gì. Sự kiện này thì tôi auto farm thì video trước tôi hướng dẫn rồi đó. Bật auto farm mà tôi bỏ một ngày không nổi nè, bỏ hai ngày mới được. Tại do là lúc đầu á tôi không có cái đồ mạnh á, tôi đi tới quay 20 à. Sau đó bây giờ tôi gắn mấy cái đồ xịn xịn này nè, đó tay đấm thép nè, cái quạt nè, đồ xịn này là đồ này là đây super gì đó. Còn một cái nữa nhưng mà thôi lên hết nổi rồi, là cái đồ này nó xịn nên là nó giúp mình rồi tôi làm cái gì đây anh em, giúp mình lên cảnh giới cao hơn đó. Rồi để tôi up cái này coi đâu rồi ta. Ờ đây, up mấy này lên. Đó, tăng level với lại mình tăng lên thì nó sẽ mạnh thôi. Chỉ cần đi được từng quay 30 stay 30 á, màn 30 á là được rồi. Đặt auto farm để chừng 2 bữa là full. Bây giờ thì nó chỉ có Luffy thôi ở dưới SB. SB mà đi mua thôi, để ta đi ép team cho nó khỏe ha, 500 candy một con năm. Thì bây giờ tôi có là 40.000 cho 50.000 đi là được 100 con. Quay. Khoan ngang 5.000 á là 10 con, 50.000 à đây cũng được gần có 100 con nghe kinh nghiệm anh em, này là 80 con kinh nghiệm. 80 con EXP 5 thì cũng ngon, tại vì farm cũng có dễ đó anh em. Bây giờ một ngày tôi farm được khoảng 30.000, nếu mà tôi bỏ không á được 30.000 kẹo mỗi ngày. Giờ Luffy lấy một ngày là lấy được à, vậy là một ngày hai ngày là tôi được khoảng 100 con kinh nghiệm. Bỏ cái máy từ sáng tới chiều rồi được 100 kinh nghiệm, không biết có lỗ tiền điện hay không. Thôi giờ tôi sẽ đi coi cái con Luffy này ra sao ha. Mua Omega răng Luffy Zombie đó nè, Zombie. Luffy à, Luffy này là cái không phải là hồi nó chết anh em, là hồi đi vô tông đánh với gì á, thằng gì mà có cái tái năng lực bóng á, Kage á. Rồi đánh không lại anh khổng lồ cho nên là cái con Lula nó cho ăn một đống cái bóng, là nhét mấy trăm cái bóng vô người nó mới thành cái trạng thái zombie này. Chứ không phải là khi còn sống thì tôi cũng thích làm vua hải tặc đâu. Rồi giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái map là đi như thế nào ha. Nghe đồn mà cũng không mạnh lắm. Bỏ con đầu tiên ra và đem theo em zombie. Đâu rồi. Ôi chay được luôn nha. 6 sao này chay được nha. Không biết có ai lấy không. Lấy tôi cũng không cho đâu. Con này làm nó tốn khá nhiều thời gian đó. Thì tôi cho ăn xíu kìa. Hiện tại thì cái con mà không cần nó cũng nhiều lắm anh em. Mấy con cu tí này. Rồi bây giờ nguyên liệu tôi đầy quá. Bây giờ còn có 50 slot rồi. Bỏ bớt đi ha. Nó trống. Mấy con này đi. Mấy con này trầy được. Good này nọ. Nguyên liệu nhiều quá. Mà cái slot Amin không có update thêm anh em. Ủa này gì đây. À Nezuko phiên bản mới. Amin phải chi update thêm nhiều cái slot nữa. Để cho mình đựng được ha. Không biết bỏ con nào luôn em, bỏ sợ nó lại bỏ lộn nữa. Thôi kệ đi, up lên level 20 để hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Rồi đi coi cái 500 đam. Chắc là chỉ có giá trị sưu tầm thôi. Với cái sức tấn công mãnh liệt 500 đam này thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ đi map Namek Extreme. Hành tinh Namek, bạn chọn Extreme cái nha. Đó, hành tinh Namek ở dưới đây có nước, bên đây có đất, ở đây có những cái bãi cục tròn tròn hai tầng. Đây là cái nhà người ta không phải bảy phần đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cho em Luffy này coi. Không biết là Luffy 6 sao này nó giống Luffy 6 sao bình thường không? Sao nhìn có gió nó cũng giống con Luffy 6 sao bình thường nè ta. Bật hiệu ứng sẵn, hình như là đã đánh theo kiểu khác. À, bom bự cái chân đánh cái này là Ray 3. À, Gomu no cái chân bự. Chứ cái này tôi không biết là Gomu no cái gì.
À, như là cái tôi không đeo cái bún mắm luôn anh em. Quên, tại vì auto farm sớm giờ cho nên là cái đội hình tôi để lung tung beng hết tờ. Nhưng mà đầu tiên là đánh cũng được 500 đam, 500 đam 4 giây 30. 4 giây thủ đầu cũng được à nghe, nhưng mà 500 đam thì không biết có đánh nổi hay không. Nếu mà lên level 150, bây giờ thì update này lên tới level 150 rồi. 150 thì khoảng chừng 1000 đam á, đánh 4 giây 1000 đam. Thủ đầu tạm tạm được, để lên phát nữa kìa ha. Là 1004, khỏi cần bún mắm luôn, em này chắc cục rẻ tiền thôi mà. 1004, phạm vi thì tốc độ không thay đổi. Cứ up thì nó tăng đam không à, chứ nó chưa có tăng gì tao á. Cũng được, nói chung là cũng tạm tạm được, nhưng mà để mà farm được con này thì chúng ta phải khô máu nhiều lắm. Trong khi đó nếu mà muốn lấy cái con mà thực chiến đánh hiệu quả, chúng ta có thể lấy con Zenith nè, Todoroki này nọ nè, Conan này nọ nè. Nên là chắc Luffy cũng chỉ mang tính sưu tầm là chính thôi. Con này thì chắc chắn là không bao giờ đi lấy Infinity tiếu lấy top nữa rồi. Với lại được cái là em trade được. Con này mà trade được thì chúng ta có thể dùng để tặng cho những bạn nào mà yếu yếu á, nhưng mà chắc cũng không ai tặng nổi đâu, tại vì con đẹp phong rất giả quá mà. Rồi update 2. Update 2 là 2008. Ôi update sao nó tăng thêm được một xíu phạm vi. À, bóng dục full tính ra là một mình nó đi team có vẻ như cũng ổn đó chứ. Quả 600 mấy à cũng không có sao. Rồi 2000 đam tiền đâu mớp 2000 đam lên, ý 2000 tiền. Ram post. Ủa kỳ ta. Ram post ý ảnh Ram post có phải là ray 1 hay không? Không đem con bún mắm theo cũng khó mà đặt full nổi ha. Cái hình cái kiểu này giống cái kiểu zombie nè, để cái quay coi nữa. Hơi hơi giống cái con hình đồ chơi hơn. Không giống zombie lắm, kiểu giống như Luffy đồ chơi á. Như trạng thái này là giống mấy con búp bê bằng nhựa nè, cái này là phiên bản đồ Trung Quốc cũ rồi. Chứ hồi hồi xưa á, chứ bây giờ thì búp bê kiểu này chắc không ai mua bán cái này ế luôn á. Công nhận Luffy này thì ngoài cái vụ đam thấp ra còn được cái nó xấu. Không phải khen nha, chứ anh Amin làm Luffy này tôi nhìn xấu thiệt á anh. Nhìn yêu quái phải có kiểu như là quần lửa hay là cái gì đó nó ma mị, cái này nhìn nó giống như cái con đồ chơi nhựa. Mặc dù anh ấy là người cao su thì nhựa cũng thứ đó. Lên đi ba, tăng phạm vi được một xíu, 32.5 đam thì 4.000. Nói chung map này thì đam nó đấm một phát là chết queo à. Đam thì em ấy không sợ lúc nào. Ba đây nè, chơi chiêu mới nè, đi coi chiêu mới kìa. Ủa cái này là run pet đó hả? Kỳ vậy ta? Lên đây ngồi hóng vậy. Ồ, làm chơi thọc tay, đập đấm cái tay bự lên à? Cái này đâu phải đi một đâu. Có kệ đi, Amin ảnh đặt tên vậy, anh sợ bản quyền cho nên là anh đặt tên nó cũng rất rớt à, cũng khó phân biệt lắm. Nói chung là hồi nãy đánh cái chân bự, bây giờ đổi qua đánh cái tay bự. Update thì cũng không đắt lắm đâu, hy vọng là sẽ up tới cuối nổi. Do đi mà sập xí đủ không đem con bún mắm theo. Tốc độ đánh cũng ổn, 4 giây thì đánh được rồi. Phát nữa à, lên là 7.000 à, dẫn 4 giây. Đấy, có một em mà một con nhà họ Hứa nó chạy ra kìa. Cho Zenith đập cho lẹ Luffy để nó còn sót nữa. 7.000 đam, 5.000 tiền. Nói chung update thì nó cũng tèn tèn, đem con này đi story được. Nhưng mà đem theo chỉ để mục đích chính là không phải là để đi đánh story mà để khoe với thằng đi chung là tao có con Luffy lạ nè. Chứ đánh cũng không 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 thấm lắm đâu. 7.000, 1.004, còn mấy cái update upgrade nữa không biết nổi hay không. Update này tôi thấy nhiều bạn bình luận cũng đúng là hình như không phải là update lớn đâu, update nhỏ thôi, update Halloween. Halloween. À, chứ update lớn nó phải khủng bố, nó phải có vót 2 này nọ chứ. Rồi upgrade 5 là lên 9.000 tiền, phạm vi 35 4 giây. Còn chừng 2 phát upgrade nữa thôi. Phát nữa là lên khoảng 2.000 nữa là 11.000. Thì tổng hết chắc chừng 17 18.000 tiền vậy đó. Cái 17 18.000 đam gì là cùng với gì. À, thì so với Luffy 6 sao bình thường chắc cũng ngang ngang vậy. À, mà không biết là có đánh E được hay là không. Em này thì không có hiệu ứng gì rồi, chỉ có đánh cơ bản thôi. Mấy con này nó cũng chạy hơi bị nhanh rồi đó, buồn buồn là Luffy gánh tem không nổi. Tính ra thì nếu mà lấy Luffy này với Conan thì tôi thấy Conan đánh nó vẫn ổn hơn.
Chẳng qua là em này có giá trị sưu tầm. Với là do đam không to là có nguyên nhân của nó anh em. Admin không thể nào cho con này quá đam to hoặc đam to hoặc là quá ngon được, bởi vì nó trây được. Nó là lý mịch tịch và lý mịch tịch là trây được. Bây giờ cho con ngon quá thì ví dụ như Yagami đi, rồi trây cho một bạn nào mới chơi level 50 mà mới chơi cho lên 50 ta. Không, 50 tôi chơi một ngày tôi lên dư sức. Lên level 50. Rồi cái người ta lấy được cái con Luffy này, cái người ta mạnh rồi thì nó không được. Nên là anh ấy cũng phải multi gan hết. À, quay sau cộng thêm 5.000 tiền, 16.000. Ở level 20 là 16.000. Lên kia thì gấp khoảng xíu chắc cũng phải 20-20 mấy ngàn đó nha. Admin sẽ không cho những con lý mà tịch mạnh thôi. Nhưng mà tôi có cảm giác là All Star Tower Defense nay đã đổi thể loại rồi, không phải là chơi phòng thủ nữa. Bởi vì bây giờ nếu mà bạn đã chơi lâu rồi, bạn đã full story nè, full trial nè, đi farming thì chắc cũng không có hứng đâu. Lâu lâu đi thôi thì thiệt tình là bây giờ không có gì để chơi hết, chỉ có đi sưu tầm mấy con này thôi, cho nên đổi qua là All Star Collection, tức là đi không phải là tất cả ngôi sao phòng thủ nữa, là mà là đi sưu tập những ngôi sao. Chỉ đi sưu tập thôi chứ mấy con này đâu có đánh được nhiều đâu. Bây giờ nhiều bạn leo theo cái event này, tôi leo không có tốn nhiều kim cương, tôi mua mấy cái đồ đó là khoảng chừng 10-10 mấy ngàn kim cương á, ở đó hết à. À, không có đánh e luôn nè, chỉ có 10 mấy ngàn kim cương thôi, chủ yếu là tôi auto farm thôi à, chứ không phải tôi nhiều, do là đi làm suốt à, cho nên là cứ để đó chỉnh auto farm và bỏ đó thôi, rồi gì còn lại là để nó làm. Up max là 16.000 mấy, phạm vi 38, đánh 4 giây và không đánh e được. Nếu mà con này đi sorry thì tôi thấy cũng ổn đó, DPS nó cũng cao nè, 16.000 dam đi, hết mà cho 4 giây đi thì chia 4 đi là còn 4.000 dam một giây. Chưa boost mà đã DPS là 4.000 rồi. Đánh góc chữ V cũng được, nói chung không rộng lắm, đủ xài. Nếu mà chịu cực thì cũng xài được. Ví dụ như so với em này thì em này up chứ không nổi, không quên nổi đâu. Nhưng mà em này nè, thấy chưa, 2.000 mấy. Đánh thì nó có cái lợi hơn, tức là những con có hiệu ứng hoặc là những con như Zenith đánh nó ổn hơn. Nhưng mà con này nó có giá trị sưu tầm thôi. Nhấn mạnh nữa là nó chỉ là hàng sưu tầm là hợp lý nhất. Okay. Nhìn cảm giác nó bập bền quá, nhưng mà hiệu ứng của em Luffy nó không có lắc nè, nó đá vậy thôi, chứ thôi tôi không có cảm nhận thấy cái sự lắc ở đây, kiểu như là nó chỉ là những cái khối vuông bay lên bay xuống vậy thôi, nó khá là nhẹ nhàng. Thôi nói chung em này có rồi, là coi như là hoàn thành sự kiện rồi đó, còn lại thì tôi vẫn auto farm tiếp. Nói chung các bạn thấy tôi on game là tôi auto farm á, tôi bỏ tôi auto farm chứ tôi không có chơi, ban ngày tôi đi làm mà. Bỏ auto farm để kiếm kinh nghiệm cũng được, lấy về 100 con kinh nghiệm, ồ ngon ha. Một hồi đi ra tôi sẽ mua vài chục con kinh nghiệm coi. Admin có nguy cơ là sẽ add thêm 2 con mới nữa, nhưng mà chưa biết con gì và admin chưa ra. Nhiều khi ổng không add luôn cũng vậy nữa nha. Ông admin này ổng điếm thúi lắm, nói chung ổng lương lẹo lắm, đừng có tin ổng. Cái gì thì anh em hãy tin Quy, đừng tin ông admin này xạo lắm. Tôi đi ra tôi mua mấy con kinh nghiệm đi coi. Rồi vô rồi, còn sót được 11.000. 10.000 là mua được 1.000, 5.000 là được 20 con kinh nghiệm anh em. Đó, nói chung cũng được. Nếu mà chịu khó mà đi mua mấy con này thì cũng không sao. Ê ê, tôi phát hiện một cái điều gì đó anh em. À, tôi tưởng là nó không ra con kinh nghiệm mà nó từ kẹo tôi chứ, là tôi chửi á. Ôi ghê chưa, ghê chưa, ghê, nó nổ đã chưa. Vậy là tôi bung lụa hết rồi, còn 7.000 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đó. Vô. Rồi, nổ đi. Nổ hoa đi, đó. Kinh nghiệm nổ hoa. Hình như phải lít vô nó mới qua con mới nè. Nổ. Mua ESB hơi bị nhiều, hơi bị ngon nha. Tôi nghĩ là đi farm ESB cũng được. Đi farm cái này nó đơn giản hơn, chỉ cần bỏ vào đó và đứng im thôi. Thôi, video tới đây thôi. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.